rực rỡ trẻ trung chuyên nghiệp. MC Anh Tuấn dí dỏm cá tính, những giọng ca và ca khúc được yêu thích, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn đầy bất ngờ. Đón xem Trò Chơi Âm Nhạc 2010 phát sóng 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên VTV3. Giữa đậu nành hoa mỹ đậm đà hương vị tự nhiên.